Ok rồi mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nemo Living Hoàng Hai Nam cũng kênh YouTube xem lại. Hay là bữa nay là ngày đầu tiên hàng Tết phải nghe hai pro ít này. Hai pro hẳn hoi nha. Ê, cho mọi người coi có cái logo luôn này. Đó, tôi phải bỏ tiền túi lì xì của tôi ra tôi mua đấy. Và tôi chưa có edit video về đập hộp unboxing cái tai nghe nha. Để ngày mai tôi làm, để tôi rảnh tôi làm chứ bây giờ không có hứng mà làm. Tai nghe này nó nhẹ đầu lắm, nó không có nặng như mấy tai nghe khác. Bình thường anh em để ý đi, lúc trước là xài con đây đúng không, nó hơi rất là nặng đầu lại nóng nữa, mà không biết con này nó có đợi đâu nó có nóng hay không thì chờ thêm một thời gian mới biết được. Tại vì tai nghe này hơi hơn tiền con tai nghe kia một tí, nhưng mà được cái nó cho mình nó cảm giác thoải mái hơn. Quay đâu đi, với lại nghe nhạo cũng đã lắm. Ủa, có huy hiệu rồi đây, gọi hai led ra, vô kho bị khẩn. Ủa vãi, ôi nhầm rồi, ê nhầm hàng, mình xài một vũ khí quen rồi anh em ạ. À, tai nghe được cái mình không nói chuyện bằng cái này, mình có thể kéo lên bụp sờ vô gọi lại ngon quét đấy. Và nghe cho thôi không xuống đâu. Easy. Không có tuổi cho bạn.
Touchdown!
có skill mới à? Rồi chúng tôi sẽ chăm cam rồi ạ. Để coi đã ha. Thank you.
Ok. Bầu gì mà lắm thế trời. Không cho máu luôn mất ơi chứ. Phải liền con trai. Cái này rồi ngon. Thank you. See you. Lady sườn cam. Thank you.
có skill gì của cậu Arash không chế được thằng này nha. Make it shiny. Con này chỉ là đánh nó chơi thôi chứ không phải sợ là đánh nó. Chẳng sao kìa.
cái skill mới legendary nhưng mà bị lỡ bỏ rồi. Chắc lên đánh cái y xì liền. Nó cắt cái dòng ấy á. Thank you.
Tài tài đó. Nó nhiều quá.
Chưa được cây, nó là cái bát gì á, cái bát thì cũng đứng hoàng ấy. Còn ngày sinh nhật của mẹ hả? What the hell? Cá mới nè, có nhiều ai thôi à? Lên
hên cho mày á, bố mày nhờ bố đậu trên cường đi. Ê, ăn làm ăn lớn. Còn phần Poseidon nữa sẽ nhận được 20 lọ này. Wow. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
bên trong. Chết nhảm chút quái chủ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
giờ tôi đổi game tắt cam nha. Bye bye mọi người.